chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng tháng 10, 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, phước báo trời ban, vận số giàu sang, vừa giàu có vừa nhàn hạ trăm bề. Hoan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi chuyên mục Tử Vi hàng tháng trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Xin kính chúc quý khán giả luôn gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, sứ mệnh con người là muôn màu muôn vẻ, chẳng bởi thế mà các cụ ta cũng có câu rằng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh hay sao, tất cả những điều đó đều là sự kết quả lựa chọn của bản thân bạn. Đó là quyết định về việc liệu bạn sẽ hướng đến một cuộc sống giàu có hay khốn khó. Quyết định này dựa trên sự nỗ lực phấn đấu và kiên trì của từng người trên hành trình cuộc đời. Chẳng hạn, đối với người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, việc tích lũy phúc đức trong thời trẻ đã mang lại lộc lớn từ trời, khiến thời điểm tới họ có cơ hội để trở thành những người giàu có, sở hữu tiền bạc dồi dào và cuộc sống thả ga, trải nghiệm mọi niềm vui. Bước vào thời điểm tháng 10, 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 tới đây, nhờ nhiều các tinh chiếu mệnh nên thời gian này được coi là bình an, đầy những chuyển biến tích cực cho con giáp tuổi Đinh Dậu. Vậy, cụ thể cô bác sẽ gặp được những may mắn nào hay phải đối diện với vận hạn gì thì kênh Minh Đường Tử Vi xin mời quý cô bác cùng chương trình tìm hiểu ngay trong video dưới đây. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 hay còn gọi là độc lập chi kê, tức là gà độc thân, ngũ hành sơn hạ quả, mệnh quả, tức lửa dưới núi. Cung phi đoài, tướng xương con gà, tướng tinh con khỉ, nam cung đoài kim, tây tứ mệnh, nữ cung cấn thổ, tây tứ mệnh. Đinh Dậu sinh năm 1957 mang đầy đủ tính cách của thiên can đinh. Người thiên can đinh là âm quả, tính chất của họ đều là những người có tính cách ngoài lạnh, trong nóng, nhu trung, hữu khương. Khi nhìn bề ngoài, mọi người thường đánh giá họ có tính cách trầm tĩnh, mềm dẻo, nhưng bên trong người họ lại có một mặt tính cách sôi nổi và cứng rắn, trái ngược với những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Đặc biệt, họ tế nhị nhưng hay đa nghi và lặng lẽ quan sát mọi người. Trong đầu họ có nhiều tâm tư, tính toán và hay suy tính lung tung. Đinh Dậu là người sắc dạo hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Họ thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Người tuổi Đinh Dậu ít khó tính hơn, họ sẽ không cân nhắc quá kỹ các chi tiết mà tập trung vào toàn cảnh. Tất cả trong công việc lẫn trong quan hệ, điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn. Đa số Đinh Dậu gặt hái được nhiều thành công nhờ sự thông minh của mình. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến Đinh Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Hành quả mang lại tính chủ động và sự nhiệt tình, giúp Đinh Dậu cởi mở hơn, giao tiếp rộng rãi hơn. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Tuy tuổi Dậu mang trong mình tính cách kín đáo, không thích giao du với nhiều loại người, nhưng mà hành quả lại mang tới cho họ sự nhiệt tình và chủ động, giúp cho Đinh Dậu có thể cởi mở hơn. Bên cạnh đó thì hành quả cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tác phong của Đinh Dậu. Cụ thể là họ khá chú ý tới phong cách của mình và coi vẻ ngoài là tài sản quý giá cần phải chăm chút thường xuyên. Đinh Dậu thuộc mẫu người rất tự tin, họ thường không chủ động trong đời sống tình cảm mà luôn chờ người khác theo đuổi. Nhìn bề ngoài, họ dường như không hề lo lắng đến việc họ có hay không có một tình yêu chân thành, tất cả mọi chuyện đến với họ có phải là giả tạo hay không. Thế nhưng, trong thâm tâm họ vừa là những người theo chủ nghĩa lãng mạn, lại cũng vừa là những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Họ luôn tin tưởng rằng mình sẽ có được một tình yêu lâu bền. Đinh Dậu có khả năng truyền cảm hứng và kỹ năng lãnh đạo khá tốt nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau. Đinh Dậu có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Họ chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ có vẻ ngoài là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút cho nó. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng.
Sự tinh thông cũng như thái độ tự tin của Đinh Dậu là vấn đề không thể bàn cãi. Tuy nhiên, họ tự tin quá mức, đôi khi sự độc đoán và thiếu tế nhị của tuổi Đinh Dậu có thể gây tổn thương cho bạn bè và đồng nghiệp. Do ý thức rất rõ về tài năng và trí thông minh của mình, họ đương nhiên cho rằng cách nhìn của mình luôn là tốt nhất và tất cả mọi người nên theo gương họ. Đinh Dậu nói chung là có tư duy, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên, với Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ được mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc bằng đôi mắt tinh anh. Họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu có đặc trưng trong tính cách là nhiệt tình, linh hoạt, sáng suốt, tháo giác nhưng sốc nổi và khó kiềm chế cảm xúc, nhanh nổi nóng, không giỏi che giấu nội tâm, thẳng thắn, bộc trực. Điều đáng khâm phục ở người tuổi Đinh Dậu là luôn phấn đấu hết mình để vươn lên những đỉnh cao trong sự nghiệp. Họ dũng cảm, ưa thử thách, vì vậy rất thích hợp để theo đuổi những công việc áp lực cao. Nếu là nhân viên với khả năng làm việc độc lập của mình, họ có thể đạt được thành tích cao trong công việc. Họ yêu nghề, tự giác và có trách nhiệm cao. Chính vì vậy, cấp trên luôn hài lòng về kết quả mà họ đạt được và ghi nhận những đóng góp của họ. Những người tuổi Đinh Dậu có khả năng thích ứng rất tốt. Họ có thể sống ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chính vì lý do này mà những người này không hề sợ thay đổi và thậm chí họ muốn có sự thay đổi, bởi vì đó là lúc họ thấy rõ điểm mạnh của bản thân khi thích ứng với hoàn cảnh. Ngoài ra, với tính cách tuổi Đinh Dậu ưa khám phá, họ cũng thích mạo hiểm, thích đi lang thang, thích di chuyển đi đây, đi đó. Họ ghét cãi giả, không thích sự bất hòa. Mỗi khi điều đó xảy ra, họ lặng lẽ bỏ đi cho dù đó là một cuộc cãi giả có ích, có tính xây dựng đi chăng nữa. Trong mắt mọi người, hành động này được xem là trốn tránh vấn đề. Nhược điểm không nhỏ của những người này là họ nghi ngờ về khả năng làm vừa lòng người khác của mình. Họ không chắc chắn về việc mình có quyến rũ không, vẻ ngoài của mình có được đẹp không, sự tự tin mình thể hiện như vậy có ổn không. Thế nhưng, họ không bao giờ muốn bộc lộ nỗi lo sợ này ra ngoài. Người tuổi Đinh Dậu luôn tỏ ra rằng mình đầy kiêu hãnh, tự tin rằng mình hoàn hảo. Đó là lý do nhiều người nhận thấy họ quá kiêu căng. Nếu họ điều chỉnh tính cách này càng sớm càng tốt, thì cơ hội thành công đến với họ cũng dễ dàng hơn. Luận giải tử vi thấy rằng, tuổi Đinh Dậu có cuộc sống tiền vận và trung vận không được thuận lợi, chỉ khi bước sang hậu vận thì mới được hưởng sang giàu, quyền quý. Khi tuổi còn trẻ, cuộc sống gặp nhiều trắc trở, đến khi bước vào trung vận, sự nghiệp mới được vẹn toàn, công danh của Đinh Dậu có lên cao, có tạo được nhiều tên tuổi cho đời. Tuy nhiên, luôn luôn phải cẩn thận vì số luôn bị phản bội. Sự nghiệp được vững chắc vào tuổi 37 trở đi, tiền bạc có nhiều tốt đẹp, tạo được sự sống cao sang, quyền quý. Xét tổng quan vận trình tử vi tháng 10, 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Theo tử vi tháng 10, 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 sẽ là một khoảng thời gian đầy hy vọng cho bản mệnh tuổi Đinh Dậu. Sau khi trải qua một năm 2023 không được thuận lợi, vận trình sẽ có những bước nhảy vọt đáng kể, mang lại nhiều may mắn và thành công. Công việc và kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tài chính cũng sẽ tăng trưởng liên tục, tất cả những nỗ lực và công sức đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Trong lĩnh vực công việc, Đinh Dậu sẽ trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ và sự bình tĩnh cùng sự sáng suốt của bản mệnh sẽ giúp Đinh Dậu nắm bắt mọi cơ hội, đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Những người đứng đầu cũng sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn, góp phần tạo nên những thành công mới cho tập thể. Tháng 10, 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 hứa hẹn là một khoảng thời gian thuận lợi về tài chính với sự phát triển của công việc. Đinh Dậu sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh và buôn bán cũng như tăng lương và thưởng. Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực kinh tế sẽ có vị thế vững chắc trên thị trường và thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng. Mặt tình cảm có thể trải qua những biến động tích cực và tiêu cực. Để duy trì mối quan hệ lâu dài, Đinh Dậu nên nghiêm túc và chân thành trong mối quan hệ. Hãy cẩn thận với những lời ngọt ngào của người khác để tránh bị lừa gạt. Đối với những người đã có gia đình,
hãy giữ khoảng cách đúng mực với người khác để tránh xung đột. Tháng 10, 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, sức khỏe của người tuổi Đinh Dậu sẽ được duy trì tốt. Thậm chí một số người còn có thể chữa khỏi những căn bệnh mãn tính từ lâu. Hãy duy trì chế độ sinh hoạt khoa học và rèn luyện thể chất để luôn được khỏe mạnh. Sau đây là phần dự đoán tử vi chi tiết trong 3 tháng cuối năm âm lịch 2024 cho con giáp tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Tử vi tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Dậu cho thấy cục diện tương hại sẽ gây ra cho người tuổi Đinh Dậu không ít sóng gió. Trong tháng này, bạn cần phải nhắc nhở mình cố gắng không đầu hàng trước nghịch cảnh, bởi trong đó vẫn sẽ xuất hiện những cơ hội. Nếu bạn nắm bắt đúng lúc thì hoàn toàn có thể biến nguy thành cơ, khẳng định giá trị và vị thế của bản thân mình. Thời điểm này, các mối quan hệ của bản mệnh gặp phải nhiều khúc mắc, thậm chí có người rơi vào cảnh bị người thân, bạn bè phản bội vì lợi ích. Đối diện với tình trạng này, bạn có thể thất vọng nhưng đừng quá bi quan. Hãy coi đây là cơ hội để mình nhìn nhận rõ ai là người tốt, ai là kẻ xấu và không cần tốn muốn thêm thời gian cho những mối quan hệ không xứng đáng nữa. Hãy tập trung vào các nhiệm vụ của mình và đừng dành quá nhiều thời gian để oán trách. Càng có thái độ tiêu cực, bạn càng dễ mắc phải lỗi sai. Ngược lại, nếu giữ trạng thái tích cực, bạn có thể nhìn nhận vấn đề toàn diện hơn. Tháng này, có thể bạn sẽ phải khá vất vả, song kết quả chưa thể thấy rõ ngay lập tức. Thế nhưng đừng sốt ruột, những điều tốt đẹp vẫn đang chờ bạn ở tương lai. Hơn nữa, nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy, nếu bạn cần cù, chăm chỉ làm việc thì ắt nhận được sự chú ý và ưu ái của cấp trên. Hãy dũng cảm nhận những nhiệm vụ khó, sẵn sàng làm những công việc bị nhiều người trốn tránh, bởi đó chính là cơ hội để bạn ghi điểm trong mắt người khác, đồng thời chứng minh được thực lực của mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, trong tháng 10 âm lịch. Tháng này, người tuổi Đinh Dậu rơi vào cảnh dậm chân tại chỗ trên phương diện tài lộc, cục diện tương hại khiến mọi kế hoạch khó có thể phát triển như dự kiến. Thậm chí có người phải sức đầu mẻ trán, đối diện với sự cạnh tranh không lành mạnh của đối thủ. Thời điểm này, bạn thường xuyên bị kẻ tiểu nhân chơi xấu, khiến chuyện làm ăn, kinh doanh liên tiếp gặp phải biến cố. Nếu không bình tĩnh xử lý và tỉnh táo trong việc đưa ra các quyết định thì rất dễ rơi vào bẫy, gây hao tài tốn của, thậm chí trắng tay. Việc hợp tác, đầu tư cần được suy tính thật cẩn thận trong thời điểm này. Đừng vì tham cái lợi trước mắt mà nghe theo lời dụ dỗ, rủ rê. Đặc biệt bản mệnh cần hạn chế hùng vốn làm ăn với bạn bè hoặc người thân thiết để tránh những tranh chấp về sau, vừa ảnh hưởng đến tình cảm, vừa ảnh hưởng đến vấn đề tiền bạc. Ngoài ra, hãy cố gắng giữ quan hệ hòa hảo với mọi người, hạn chế các cuộc tranh cãi tới mức thấp nhất. Dù muốn làm giàu nhanh đến mấy cũng đừng nghĩ đến việc hãm hại, chiếm công của người khác. Nếu bạn làm việc xấu thì rất dễ vướng vào thị phi, làm xấu hình ảnh của bản thân, thậm chí dính líu tới pháp luật. Dù là người làm công ăn lương hay làm chủ, làm nghề tự do thì cứ hãy chăm chỉ, chịu khó và tập trung làm tốt các nhiệm vụ còn đang dang dở của mình. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy, bản mệnh chỉ cần làm cho tốt những công việc này thôi là bạn không lo thiếu thốn, vẫn có đủ đồng ra đồng vào để chi tiêu cho cuộc sống. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, trong tháng 10 âm lịch. Người tuổi Đinh Dậu cơ bản duy trì được tình trạng sức khỏe ổn định trong tháng này, dù phải đối diện với vấn đề căng thẳng, song nhờ cơ thể khỏe mạnh mà bạn có sức lực để cố gắng vươn lên. Tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Dậu khuyên bản mệnh hãy sắp xếp thời gian rảnh để nghỉ ngơi và xả sạch stress. Bởi nếu cứ cố gắng liên tục trong khoảng thời gian dài thì bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi đấy. Nếu cảm thấy có điều gì bất mãn, bạn nên tìm người thân thiết và đáng tin cậy để chia sẻ. Như vậy bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thậm chí đối phương có thể giúp bạn có góc nhìn khác về sự việc. Khẩu quyết: tình hình tài chính không có biến động quá lớn, thu chi vẫn cân đối. Quý nhân: tuổi Hợi, tuổi Tỵ. Tiểu nhân: tuổi Mão, tuổi Tý. Màu sắc may mắn: xanh lam, trắng. Con số may mắn: 90, 44 và 16. Tử vi tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957.
Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Đinh Dậu chỉ ra rằng những thách thức trước mắt mà con giáp này phải đối mặt là không ít và mức độ cũng không hề nhẹ nhàng. Nhưng hãy coi đó như những trải nghiệm quý giá để nâng tầm bản thân, bởi bạn không thể vượt qua những khó khăn, bạn sẽ không thể nào đi đến đích nơi có những vinh quang rực rỡ mà bạn luôn mơ ước. Do chịu ảnh hưởng của phá thái tuế, tổng quan sự nghiệp của người tuổi Đinh Dậu không mấy lý tưởng, bản mệnh thường xuyên phải chịu nhiều áp lực và trở ngại. Bạn sẽ phải lao đao một phen, tinh thần làm việc uể oải, thiếu tập trung, dễ rơi vào bế tắc khi bạn không thể tìm ra định hướng phát triển rõ ràng. Thậm chí có nhiều khi bạn đi làm cho có người thiếu sự sáng tạo, thậm chí nảy sinh tâm lý nhảy việc. Điềm báo tử vi còn nhắc nhở tuổi Đinh Dậu, bản mệnh nên đề phòng có tiểu nhân ngáng trở, khiến cho công việc dù có cố gắng thế nào cũng không được như ý. Đối phương chỉ tập trung vào những thiếu sót của bạn để công kích, gây nhiều điều phiền nhiễu, song bạn hoàn toàn có thể tránh được những rắc rối không đáng có. Bằng cách làm việc cẩn thận ngay từ đầu, hãy cố gắng xốc lại tinh thần càng sớm càng tốt, bình tĩnh đương đầu, bình tĩnh giải quyết, rồi mọi chuyện sẽ sớm đâu vào đấy. Trong tháng này, Đinh Dậu còn gặp nguyệt lệnh lâm đất dưỡng, vận khí nằm ở giai đoạn thai nghén, chờ đợi thời cơ để bùng nổ. Bạn làm gì cũng nên có kế hoạch cụ thể, đặc biệt là phải biết kiên nhẫn đợi cơ hội, đúng việc, đúng thời điểm. Thay vì đâm đầu mù quáng một cách vô ích, người tuổi Đinh Dậu được khuyên nên chậm lại bước chân của mình. Tính toán mọi thứ thật kỹ rồi bạn sẽ tìm ra câu trả lời mà mình mong muốn. Đừng quá nóng vội kẻo sôi hỏng bỏng không. Những vấn đề rắc rối hiện tại không thể tránh, nên Đinh Dậu hãy cứ thẳng thắn đối mặt. Chỉ khi đó bạn mới biết mình đang mắc ở đâu và tìm ra cách giải quyết thích hợp. Đừng quá lo lắng vì đã có các tinh thiên đức xuất hiện đúng lúc, sẽ giúp bạn xoay chuyển tình thế, giành lại thắng lợi xứng đáng. Quá trình có thể sẽ vất vả hơn một chút, nhưng rồi bạn sẽ nhận ra mọi nỗ lực đã bỏ ra và cả những tuổi hờn phải chịu đều là đáng giá. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, trong tháng 11 âm lịch. Ở phương diện tài lộc, xem tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp dự báo, đây không phải là một tháng may mắn với bản mệnh trong việc kiếm tiền. Hung vận ám quẻ cảnh báo con giáp này về nguy cơ hao hụt tài chính, làm ăn dễ thua lỗ, việc làm ăn thiếu sự đổi mới và sáng tạo nên dễ đi vào lối mòn, dần dà tụt hậu so với đối thủ cạnh tranh. Cục diện tương phá gây ra nhiều bất lợi cho Đinh Dậu trong việc kinh doanh khi liên tục bị tiểu nhân chơi xấu. Kẻ đó cố tình giở trò cạnh tranh khiến bạn tốn rất nhiều công sức để đối phó, cố gắng giảm tối thiểu tác động lên việc buôn bán của mình, lợi nhuận cũng vì thế mà giảm sút đáng kể. Tháng này, bạn nên đề phòng bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt để chiếm đoạt tài sản. Tài chính hạn hẹp nên vấn đề chi tiêu cũng phải cân nhắc hơn rất nhiều, không thể thoải mái tiêu pha theo ý mình như trước nữa. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm dưỡng dự báo mọi khó khăn ở thời điểm hiện tại chỉ mang tính tạm thời. Con giáp này vẫn có cơ hội chuyển mình nếu kiên trì theo đuổi mục tiêu, tập trung bằng hết khả năng của mình, đừng bỏ dở giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt. Để cải thiện tài vận của mình, người tuổi Đinh Dậu trong tháng 11 âm lịch này có thể áp dụng phong thủy phi tinh. Theo đó, hai tài tinh bát bạch gặp lục bạch đồng cung tại hướng Tây Bắc. Đây được coi là phương vị dưỡng tài mang tới may mắn về tài lộc cho bản mệnh. Bạn nên chú ý dọn dẹp sạch sẽ, tránh có vật nặng ở khu vực Tây Bắc trong nhà, trong phòng, kẻo chặn nguồn tài khí luân chuyển. Ngoài ra, nếu có điều kiện, bạn cũng có thể bày biểu tượng rồng phong thủy ở hướng này trên bàn làm việc để nắm bắt năng lượng, tăng cường vận may, thúc đẩy công việc thuận lợi, tài lộc hanh thông. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, trong tháng 11 âm lịch. Phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Đinh Dậu trong tháng này, vấn đề tình cảm của con giáp này không có nhiều chuyển biến. Mối quan hệ lứa đôi hay vợ chồng ngày càng xa cách, do thiếu sự tương tác và chia sẻ với nhau, cả hai đều quá mải mê với việc riêng của mình. Việc ai nấy làm, cả hai đều nên có trách nhiệm trong việc tìm cách hâm nóng tình cảm, gìn giữ hạnh phúc gia đình. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, trong tháng 11 âm lịch. Tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, do thời điểm này có nhiều việc cần phải suy nghĩ, cũng phải vất vả hơn trước nên sức khỏe của Đinh Dậu có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng.
Nhân thời gian rảnh rỗi, tuổi Đinh Dậu càng nên học cách thư giãn để đầu óc thoải mái, tái tạo năng lượng cần thiết. Như vậy vừa có lợi cho sức khỏe, lại giúp công việc tiến hành trôi chảy hơn rất nhiều. Khẩu quyết: nhiều nhiệm vụ cần hoàn thành, cần lập ra một kế hoạch chi tiết. Quý nhân: tuổi Mão, tuổi Tuất. Tiểu nhân: tuổi Ngọ, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: vàng, hồng. Con số may mắn: 90, 44 và 17. Tử vi tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Đinh Dậu được dự báo đương đầu với khá nhiều sóng gió. Trong tháng có tương hình án ngữ, người làm văn phòng dường như làm không hết việc, người kinh doanh thì chạy dạy khổ sở bên ngoài. Ở vào thời điểm cận cuối năm, đáng lẽ mọi việc cần phải được gấp rút hoàn thiện để có thể yên tâm đón Tết. Nhưng Đinh Dậu vẫn phải nhiều phen lao đao khi công việc có dấu hiệu trì trệ, tiến độ chậm trễ. Lại thêm nguyệt lệnh lâm suy, bản mệnh khó có thể thực hiện công việc theo đúng kế hoạch đặt ra ban đầu. Mọi việc dần đi chệch khỏi tầm kiểm soát của Đinh Dậu. Trạng thái tinh thần của bạn cũng trở nên sốt ruột, căng thẳng. Một khi tư tưởng rơi vào bế tắc, con giáp này cũng ngày càng thiếu tin tưởng vào bản thân, chẳng còn tâm trí để tập trung vào công việc. Đáng lẽ phải tìm cách khắc phục khó khăn để chuyển nguy thành an, thì lại có dấu hiệu bỏ bê, chán trường. Điều này tạo thành một dòng luẩn quẩn, việc dồn việc, rắc rối trồng chất, tinh thần càng thêm chán trường. Chẳng những vậy, bạn có lẽ sẽ phải trải qua nhiều tình huống khó khăn đến từ đồng nghiệp và cấp trên, khi các ý kiến đưa ra thường vấp phải sự phản đối hoặc nghi ngờ của tập thể. Với sự tự tin, kiêu ngạo từ những công việc trước kia, khiến cho con giáp này mất điểm với những người xung quanh. Cũng có những thời điểm, tuổi Đinh Dậu quá dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đã có mà ngủ quên trên chiến thắng, nên bạn đã lơ là nhiệm vụ. Tinh thần chiến đấu bị phủ bụi, những điều này chủ yếu xuất hiện ở những người làm công, ăn lương, quan chức, làm văn phòng. Dù vậy, đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để nhảy việc. Thời điểm cuối năm, bạn nên hài lòng với những thứ ở hiện tại kẻo gây hao hụt tiền bạc và mất uy tín. Lưu ý tháng này có sự xuất hiện của sao Thái Âm, mang theo vận quy quý nhân là nữ giới khá dượng, nó cần tới sự trợ giúp từ ai đó. Bạn hãy nhờ một vài người bạn hay đồng nghiệp là nữ của mình, họ sẽ hỗ trợ bạn rất tốt trên con đường công danh, sự nghiệp để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, trong tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng mới dự báo, tình hình tài chính của tuổi Đinh Dậu chưa có sự khởi sắc trong tháng này, mặc dù có Thái Âm chủ đề điền sản, đất đai chiếu mệnh, nhưng tài vận chịu tác động mạnh mẽ từ tương hình cục và nguyệt lệnh lâm suy, nên có thời điểm giảm sút đáng kể. Với người làm văn phòng, dù vẫn có những khoản thu đều đặn từ lương cứng, nhưng những việc làm thêm, buôn bán theo kế hoạch, cải thiện thu nhập của bạn lại không đem về lợi nhuận như mong muốn. Có lẽ bạn chỉ có thể trông chờ vào khoản thưởng Tết cuối tháng, khi đó tài chính mới có sự cải thiện. Vấn đề duy nhất bạn phải quan tâm là cần cân đối thu chi hơn, do là tháng cận Tết nên các chi phí phát sinh cũng không ít. Vì thế, nếu không có kế hoạch tài chính tốt thì cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu mà thôi. Với người làm kinh doanh, việc đầu tư nên tính đường dài, tránh việc thấy có lợi trước mắt mà nóng vội kẻo trắng tay lúc nào không hay. Nhất là khi vận khí tháng này có dấu hiệu sa sút khá mạnh, những thương vụ mạo hiểm nên được hạn chế, càng hứa hẹn lời lãi cao lại càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tháng này bạn cũng nên đề phòng đối thủ cạnh tranh, dùng những thủ đoạn để cướp công đoạt sức của bạn, tốt nhất trong thời điểm này đừng vội khởi sự. Năm hết Tết đến, hãy tạm gác các kế hoạch để ra Tết tính toán cẩn thận hơn, để nắm chắc phần thắng trong tay. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, trong tháng 12 âm lịch. Tháng này còn có nguyệt lệnh lâm suy, không chỉ công danh, tài lộc bị ảnh hưởng, mà phương diện sức khỏe của Đinh Dậu cũng có dấu hiệu sa sút, sức lực hư hao, thể trạng uể oải, sẽ làm giảm hiệu suất hàng ngày. Khi cơ thể mỏi mệt, đầu óc sẽ thiếu minh mẫn, dễ dẫn tới hành sự sai lầm, gây tổn thương tinh thần cho người khác, đồng thời cũng khiến bản thân vướng vào rắc rối. Khẩu quyết: sự nghiệp có những cơ hội phát triển, nên kiên trì theo đuổi mục tiêu. Quý nhân: tuổi Mão, tuổi Tuất. Tiểu nhân: tuổi Dậu, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn:
hồng, cam. Con số may mắn 15, 40 và 29. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của cô bác tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là nam mạng tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Dương. Thái Dương là phúc tinh, rất tốt cho nam giới, mang lại sự cát lành, may mắn, gặp hung quá cát, nhất là về đường công danh. Năm gặp sao này chiếu mạng thì làm gì cũng suôn sẻ, khó khăn có người giúp sức, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát. Theo niên hạn, hạn Diêm Dương. Năm gặp hạn Diêm Dương cần thận trọng chuyện làm ăn kẻo vướng vào kiện tụng pháp luật, cãi giả, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Ngoài ra, trong năm có thể có tin buồn tăng chế từ xa đưa tới. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Dậu 2024, tuổi Đinh Dậu nam mạng gặp vận niên Mã bị đau, tức ngựa chiến bị thương. Hình ảnh này mang ý nghĩa về sự xông pha, làm bao công chuyện cho người này kẻ nọ để bản thân bị thua thiệt. Nhưng nếu ta thận trọng hơn, suy tính kỹ càng thì sẽ chẳng hề hấn gì, ngược lại còn được ghi nhận và đánh giá cao. Riêng về phương diện tình cảm, gia đạo khá hài hòa, càng dành nhiều thời gian bên gia đình hơn thì tình cảm càng khăng khít, ít xung đột xảy ra. Hóa giải vận hạn. Cách làm tăng các tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Đối với nữ mạng tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, theo sao chiếu mệnh, sao Thổ Tú. Đây là hung tinh, thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thư kiện. Xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Diêm Dương. Năm gặp hạn Diêm Dương cần thận trọng chuyện làm ăn kẻo vướng vào kiện tụng pháp luật, cãi giả, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Ngoài ra, trong năm có thể có tin buồn tăng chế từ xa đưa tới. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Dậu 2024, trong năm con rồng lửa, hành quả, tuổi Đinh Dậu nữ mạng gặp vận niên Mã bị đau, tức ngựa chiến bị thương. Hình ảnh này mang ý nghĩa về sự xông pha, làm bao công chuyện cho người này kẻ nọ để bản thân bị thua thiệt. Nhưng nếu ta thận trọng hơn, suy tính kỹ càng thì sẽ chẳng hề hấn gì, ngược lại còn được ghi nhận và đánh giá cao. Riêng về phương diện tình cảm,
Gia đạo khá hài hòa, càng dành nhiều thời gian bên gia đình hơn thì tình cảm càng khăng khít, ít xung đột xảy ra. Quá giải vận hạn. Quá giải sao thổ tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường. Cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo dây quanh. Tâm lý, việc quá giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc quá giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách quá giải hạn diêm dương năm 2024. Hạn diêm dương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để quá giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, con người thật kỳ lạ, thấy ai thông minh, giỏi giang và thành đạt thì tỏ ra vô cùng tức tối và ghen ghét. Dù những gì họ đạt được không ảnh hưởng gì đến mình, có người giữ niềm tin rằng ai giàu có là cũng vì làm ăn bất chính. Bên cạnh đó, lại có người vì thấy người ta xinh đẹp, nhiều tiền thì khẳng định họ làm gái, vân vân. Thế nhưng suy nghĩ trong lòng thôi chưa đủ, họ sẽ thực hiện những hành vi cũng chỉ để thỏa mãn lòng ghen tức của mình. Đứng trước tài năng hay những thành tựu của người khác, thay vì ngưỡng mộ hay công nhận, thì họ lại tỏ ra khó chịu, phủ nhận những thành tựu tài năng ấy bằng những lời nói, suy nghĩ hay những hành động tiêu cực. Biểu hiện của lòng ghen tị thấp nhất là khẩu nghiệp, lập tức đặt điều về người khác, nặng hơn là biến thành oán khí, sân hận, hành động gây tổn hại hoặc hãm hại tới họ. Tâm đố kỵ khiến ta luôn khó chịu, muốn đi phá hoại để họ không thể nào hơn mình được. Thực tế là không ít người vì ghen tức với thành quả của bạn bè, đồng nghiệp mà tìm cách hãm hại để người ta không ngóc đầu lên nổi, hoặc ra tay rất tàn ác nhằm hủy hoại công danh người khác như bỏ bùa, thuê xã hội đen xử, vân vân. Thậm chí có kẻ cướp chồng của bạn chỉ vì ghen với hạnh phúc mà bạn mình đang có. Những kẻ mang trong lòng mình sự đố kỵ khiến tâm trí bị mê mờ, dường như những người này thấy người khác có được gì lại cho rằng mình bị mất. Họ đâu biết rằng tài nguyên của thế giới này là vô tận, nhưng chỉ ban phát cho ai xứng đáng. Người ta giàu, bạn cũng có thể giàu. Họ thông minh thì bạn cũng có thể thông minh. Họ hạnh phúc thì bạn cũng có thể hạnh phúc. Do đó hãy lắng nghe lời Phật dạy về lòng đố kỵ, để biết rằng nó là mối nguy tiềm tàng, chớ xem nhẹ. Trong mọi việc, hãy bỏ bớt cái tôi, bỏ bớt sự cố chấp đi, và tin rằng cái gì của mình sẽ là của mình, còn người khác cũng đang được hưởng những gì mà họ xứng đáng. Cái tư duy thấy người khác làm việc tốt thì hoài nghi, chỉ tin những ai làm điều xấu xa, thì lâu dần, bạn không phân biệt được những hay đẹp của người và của cuộc đời, để mà học hỏi theo. Từ đó phải lấy hung dữ ra để áp đảo mọi người, khiến bị mọi người xa lánh. Chính suy nghĩ, tôi là cái rốn của vũ trụ, mới sinh ra tâm đố kỵ trên, một cá nhân sống ích kỷ như thế, có phần là do việc nuôi dưỡng sai lầm của gia đình họ. Vì thế, các bậc phụ huynh đừng chỉ dạy con lớn lên phải chăm chăm báo hiếu cha mẹ, mà hãy dạy chúng biết yêu thương, giúp đỡ mọi người trên thế gian này. Nếu chỉ mong con báo hiếu thì chúng sống ích kỷ hơn, trong khi đó, một đứa trẻ hay giúp đỡ mọi người thì sẽ mang phước báo cho chúng và cả gia đình. Những người có tâm từ bi với muôn loài ắt sẽ hiểu về những lễ nghĩa với cha mẹ. Dân, quý khán giả thân mến, cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe hết video của chúng tôi trong ngày hôm nay. Và đừng quên ủng hộ cho kênh Minh Đường Tử Vi bằng cách like và đăng ký kênh, để không bỏ lỡ những video mới và hấp dẫn nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo.